Đó, nấm ngon quá nha. Về nấm nằm thầu dưới cải nè. Mẹ mày xào cho miếng nấm với nấm cải nó nước mì tôm vậy. Ừ. Làm ít củ nè, lạc ít củ này là búp búp nguyên cọng búp ngon nè. Cục gì nè. Làm mấy tô? Làm mấy 2-3 tô vậy đi. Thì cái sắt đổ này nha cả nhà. Mấy anh em mình đang cái sắt đây. Chút từ nay chị dập ba tay thực hiện xuống hết nè. Có gụng con tay mà. Gụng tay mà. Cái nồi nó vừa không? Nấu ấy mà. Quả mẹ mì tôm không quả? Em mì tôm, nấu mì tôm. Nấu có nước luôn nè. Nấu đi, nấu nước đi. Không, mẹ ăn mì tôm có trứng kìa, trứng gà kìa. Nấm kìa. Mấy ngàn? Tôi mua đâu 1 ký ơi? 10 ngàn ơi. Như tôi mua 10 ngàn nè. Tôi mua 10 ngàn đâu về tôi cho ăn gà. Giá ngưỡng của ăn tôi gà. Ồ, sáng nay bỏ một chuồng nè, nó lại hẹp bị chua vậy. Chua cái đầu nó cứ lấy bỏ ăn dữ liệu luôn. Còn mua một con gà đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấy ở ngoài mày cắt khách cái gì cắt nhiều thì mày đo làm nhiêu mày đó làm đến hai mày cắt khách rưỡi rồi đi bắt người xả luôn chiều dài biển chiều dài mét rưỡi thì chắc mét tám lúc nào nó cái nền nó dư ra ngoài chút nó chịu được phải mét rưỡi chắc mét phải cứ dư hai tấc vậy làm cay vậy đó hả dư vậy cay gì dành ăn chứ được cay vậy như cơm ăn cái bà rồi nấu một gì đó hồi chắc mình nấu thêm lon hai lon nữa mình ăn còn mấy ngày trưa nó ăn cơm này đi thôi mà tao lập bà con tao đi nấu cơm cho măng này đừng ăn con Miễn rồi con Miễn đâu rồi con cái ông nội này đủ má tao dựa tới sụn như vậy cái ghim lên để đây con hôn ngủ ngày ngủ ai ngủ với ai ngủ bà ngủ bà về đi cái cô lồn gì đâu đi đâu rồi đúng đâu ngồi đó à quên hai ai cái 2 mét đây 2 mét là hạn rồi nó để coi mà nó ta cũng coi rồi là tên là thích tơn chứ đâu có chính xác dưỡng đi tôi coi số được làm là cái cửa người ta phải coi số rồi cũng không biết cái cửa nào coi chính xác đâu nhiều kiềm kiếm kiềm anh đinh nè nó qua lo gì đâu 2m5 phân hả thầy kêu ai bây giờ nè hả đâu hai mét mình đứng đụng cái cục đông á đi ngoài chơi đi ngoài bữa đi cái gục ha cái bằng cái toilet của mình là 2 mét rồi 2 mét mà cái gục của nó là cũng được đi là muốn gọn những cái nhà cầu là muốn gọn này tắm rồi mình làm rộng cái nhà cầu làm nhỏ ha cái bài dài theo bây dài bằng nó luôn chứ bây dài nhiêu dài 2 mét á dài 2 mét rồi như vậy á bây như vậy đó bây ngang 1m2 bây dài 2 mét cái ngồi nhỏ quá đâu ngồi được ngang 1m2 dài 2 mét vợ con tiền ở trong mấy tình hình nó đủ quá vô nó ngồi chặt nó ngọn được luôn á mỹ tên không có mấy gạch đó mỹ tên đó đúng rồi mấy gạch á, gạch đó đó, nó hai dấu gạch. Mới dùng cái tay thường liên lên trong nữa à trời ơi, cái ông nội này nó hay vậy là mới dùng cái chát quá. Mới lượm đây mà bà hỏi.
Cút mẹ ta lụm về đó mà chưa tới ngoài. Ra, ra. Chú ghi người ta mà kêu thúi. Ba rồi, cháu mới quay luôn kìa. Cái hả? Đúng không? Cái hả? Em coi mà. Cái trước. Bỏ hộp đi. Đây là em là lính. Bỏ hộp hả? Ừ. Cái chết ngủm rồi đeo tao thiệt chứ. Không hại gì. Mẹ rồi đâu ăn dính nè. Thôi. Thôi cho thơm. Thơm mày á. Mẹ thì kêu được rồi. Đó ăn được thì ăn được. Khui ăn liền. Mày chỉ thích biển. Khui ăn liền chứ. Già đồng để mặt nồng nồng như chi. Mùi hồi đó ăn được. Đưa nó lạnh nữa. Đưa nó lạnh năm cái này. Ừ. 2 mét thì cắt mấy cây hả? Bây giờ biết 2. Tại ơi, bác một bán bác luôn. Bác. Giờ mình lấy cây thuốc đi. Ra đi cứ treo anh lấy cây thuốc đi. Ba ơi, nước có 3 củ rồi. Củ nó khô quá này. Nước có 3 củ rồi. Nước 3 củ. Vậy là 2 mét mà lần lần tao mình tính lần tao luôn này. Hai mét các mẹ gì dĩ hai mét mốt anh hai đi dĩ hả dĩ nào dĩ gì tám hả dĩ cậu giờ mà, nếu mà 2 mét thì phải cắt 2 mét 2 mà hết ba nhưng chút đỡ đúng chắc cái chắc cho mày thiệt mày lấy quần que cho mày chắc mày lấy cho chú mày mày chắc lắm hai mét hai 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 đi về đó mày. Mày cũng que gì nãy giờ ăn bánh mì. Mày cũng que vậy thôi á. Ăn một phát luôn à. Có làm nữa hay không? Tao nó buồn xuống không có được. Ta đi mò nó mò hết á tại luôn. Mò xong mới có hả? Ừ, con mò xong rồi nhóc. Cha cầm búa rồi không? Có sàn mọi cái gì tiểu á. Không nghe, hãy cho mặt cái bao kìa. Yeah.
chắc mày chỉ độ từng gan gan rưỡi cây đó độ sao tao biết. Người hả? Hỏi nó đâu đây nè. Đại. Đây. Ở đâu rồi nè? Mẹ đây nè, đây nè. Không biết đâu ta hỏi thằng Đại. Ấy ngoài chuối. Mẹ ơi. Đây là cái gì vậy? Ở đâu rồi? Cái nè. Đâu rồi? Mới làm gì được giờ do cắt kiến hết thì mà một cái một thì mở ra luôn luôn hết. Chết mẹ con nó đâu rồi tốt ơi. Mấy thằng bán dạo đúng rồi, điện nó cái nó nằm này hứa này nè.
Không, tôi phải đi mua cái vụ bán vợ tới góp không đồng trước á. Đưa cái thẻ góp. Nó đậu với nhà bãi con nó đậu nó chia cho em. Đi rồi cho nó đậu. Nó vô tới cả một lên nó thử nước mà coi á. Đó đó. Rồi cái nó đậu. Này con Hiếu chạy sát bên chạy xuống cái giờ đóng như đâu có thả đâu được không biết. Trời ơi khổ thiệt chứ. Thở đi chừng nào ăn hết. Rồi. Còn cái bên rồi. Còn dưới còn hai cây dưới bên đây nè. Rồi bên đây nè. Ai với điện thoại số con luôn luôn. À, có muốn chơi với ngày qua mà hai ba người kêu nó giao hai ba cây sắt nó không đi á, giao đồ nó đi á, ngày qua tao với không biết á, ừ, không thấy đi chơi nên đi chơi á, nên không thản thì đi chơi, ừ. Ủa sao nó chạy đi đường tên đó, nó nói ngày mai ngày qua là nó nói ngày nay kéo qua cái thùng cái phi nước lên tao nói tao lại mày dễ ơi trời ơi cái phi nước đâu kéo bên đây đưa đây tao nói giờ tao lại mày dễ ơi tao giờ tao có tiền này tiếng gửi lên mày nghe ra tao lấy tiền cái phi đâu tao bự nhỏ rồi cái lưỡi đâu lên đây được không mà nó nói cái được á không có được phi cái này làm gì kéo được nó mới nói tao chuyện qua nó nói ngày nay kéo được mà nó kéo ngày nay nó kéo lên rồi tao nói trời đất ơi đừng đợi không kéo bận mày bỏ hai cái hồn dịch vô tổng luôn rồi thử cho nó kéo được đâu mà kéo nó nước rồi mà không ăn thì nó bỏ việc má mua bay nữa cái thịt việc ngon ngon bay việc nãy giờ không mua mấy thịt vừa coi á biết bà nó mắc cười ghê mà mặn luôn nó chưa mua thịt vừa. Mét 2 là mét 3 thôi. Cái nhẹ. 2 mét 3. 2 thì chắc mét hơn mét 4 đứng lúc ngoài. Ừ. Đào cơm với nó đó. Cái gì? Cây đội đây nè. Chắc xíu nữa quá. Xíu người chắc ăn rồi. Cây sắt đụng cái chảy nắng đụng cái mắt. Cái điện nè. Ông kêu cái bạn hai ở cửa lên nhé. Sao giờ chịu không được thì mới cửa tới chùa. Nó để tới đi chứ giờ biết còn nhà rồi. Nó đèo lên rồi hả? Đúng rồi không? Không đừng đây. Biết rồi biết mình mần đâu có tách móc gì đâu mày ơi. Biết mần công chuyện bên đây ra tách móc gì được. Sơ thôi cái vừa ấy rồi cái này luôn cái bình dạng cái này đâu ra bây giờ ra không ăn ra định ngồi nấu nguội nữa nha. Đó, không kêu ông tư ông quay gần cái ông tư quay chồng ơi, cái đường có nhẹ nó lùn. Gái ông hai cháu. Quay chồng gái ông chứ. Quay chồng cũng găng ngồi đâu sức cái tử. Quay. Ông nói thôi. Quay đúng quay cái ông không quay. Cái nhỏ ngồi sức nữa cất nữa. Ông quay rượu nhỏ. Cái đau chứ nó. Cái này không ăn. Thank you.
thì tôm ở nhà ăn mì tôm nha. Nướm không? Hả? Bà đê đâu không ăn đâu. Không ăn nướm đâu nha. Ăn cái mì không nha. Xả nó rồi, đi rồi à. Đừng bỏ nó rồi. Con không biết ăn sao. Nướm nha. Không nướm nha. Ghế ngồi đi con. Lấy ghế ghế mà. Luôn ngồi lại đó kiều kiều. Mà nó quất dài cây nè. Lấy ghế mà. Sao kia mình sao đạp để ghế luôn à? Lại lại, có mì yếu nè. Con ăn mì yếu rồi. Con bể ra nè. Lại lại lại, có mì đã biết không? Dòng dòng. Nêm nó coi. Nước tắm đi nè. Nhà mì mình nó mì mà. Là hả? Ừ, dạ. Đây nãy đang bịch nè, thấy chưa? Rồi. Ui, ăn vậy mà cũng chê lạ. Ăn rồi. Hôm nay có bóng nghiêm không lạ? Sao? À, người người chết rồi, người cầm đi ngay, người cũng đứng lai á, ngồi với tao. Tao rách rồi đó. Nấm nấm rồi. Chẳng nấm gì. Nấm là còn biên có nấm rồi. Đúng. Còn nấm chín vô đây luôn. Chơi bay. Mới giờ một sớm hồi nãy hồi giờ ăn cái mì chay rồi. Giờ người gắt rồi ăn đi, chỗ quay quần quần, quay quần quay trời. Giờ cái khô khô liền đổ cơm kia bút cho vừa ngoài. Mặn hả? Chị đưa máy tạo lên nha. Chắc mẹ đi. Lạc à. Ăn mỗi muối. Nó không bỏ muối. Ví dụ cho nó lạc nè. Mỗi rồi nghĩ là... Quá ngọt. Dạ vẫn cũng... Mới vô anh chị cả. Đúng. Mà gì tới? Sao lại em ăn mà hơn không có biết á. Mua sao được bố ạ? Sao? Ừ. Cậu ngồi kìa. Cô ăn mà về vậy vậy? Thank you.
Này hiểu không? Ngân. Ai hiểu quần? Ngân hiểu quần hả? Ai hiểu quần? Chúng ta đi hả? Nở luôn hình đẹp ha. Ở trong thì hình lè rồi ăn thôi. Ê mẹ, đi nè. Bố bể gì hả bà? Để mẹ ăn cái gì? Cái gì? Bà làm thêm cái chén nó đũa mà gì? Cái gì vậy? Vậy để tắt đó. Với nhựa mà. Làm bể luôn. Cái nhựa bể gì? Nó leo mất quá. Để nó chiều đứng cho ăn cơm nữa. Tôi đừng đánh đập quá mẹ. Gì? Chị đi chị quá rồi. Đi ra ngoài nè, mở cho đi. Đi ngoài đi. Cái ăn mà nó đem để cái nón cái đồ mở đằng ngâm cái cài đi. Đứng sao không ăn tài. Nội chửi con, nội chửi con kìa. Ngủ không? Bà ăn đập lên. Cho nó chín đi. Anh đi. Con cò bé bé làm gì? Ồ nóng nực. Đâu gì? Quá ngon.